trình Vô Lệ Kỳ Thủ. Mấy bạn như tâm sự của Dùng nè. Lần nào anh cũng là người cướp sống của em. Khi mà chắc bắt đầu chương trình làm em không biết nói gì ngoài tiếng hú của anh. Thì người ta nói ai không được phát chứ thôi. Trời ơi. Thưa quý vị, chương trình du lịch em đẹp lắm. Kính thưa quý vị, chương trình Du Lịch Kỳ Thủ. Thiệt luôn á, cuộc đời tôi không có Sĩ Thanh này làm sao mà tôi lấy lại cảm hứng hoạt động nghệ thuật được. Trời ơi, cảm ơn em nhiều Thanh ơi, I love you. Thấy chưa, giờ anh thấy cái giá trị của con người chưa? Anh xấu nhưng anh có tài, còn mấy người đẹp nó kỳ đó. Ngày hôm nay Sáng xin giới thiệu thành phần thám tử tham gia. Toàn là nam thôi. Toàn là trai đẹp. Ôi, cảm ơn em. Đâu có nói anh đâu. Trừ anh nhìn bên đây mà, anh có nhìn bên đây mà. Là sói ca. Đó, đầu tiên chứ là thám tử. Sói ca. Thiên Vương. Hồng Tóc. Sói ca của lòng em. Thám tử kế tiếp là thám tử Quang Bảo. Và thám tử nói nhiều nhất ốc, thám tử Hoàng Rapper. Hiểu gì đó, chéo xanh nhiều ngồi vậy trời. Thám tử nói được mà làm ít, thám tử Ba Dô. Ủa sao kì vậy, tôi chỉ đâm vào. Chính là thư ký xinh đẹp của chương trình Sĩ Thanh. Ủa sao vậy anh? Mọi người với ai vui cho em chứ? Chương trình nó mới sống động chứ. Em tiếp đi em. Sang sẽ đọc lại hai lá thư của chương trình tuần trước có nội dung như sau. Xin chào các thám tử vui nhộn, em là Nguyễn Bảo Ngọc, 17 tuổi. Em đang sống ở Hà Nội. Ăn uống đối với em là niềm đam mê bất tận. Nhưng em là dạng người hít thở thôi cũng béo đều, nên lúc nào em cũng lo lắng cho ngoại hình của em. Vừa rồi em có thấy trên mạng có một người Nhật tên là Moezu, ăn rất nhiều mà vẫn không béo, còn được gọi là thánh ăn Nhật Bản. Nên em muốn kiểm chứng điều này có thật không. Xin mời Bazo. Ủa là... vậy là Bazo được đi Nhật luôn á hả? Dạ, em đi Nhật ở Amon Tân Phú. Tuần trước á, Bazo có coi cái số vừa rồi, mọi người khi mà bình chọn Bazo ai cũng là thống nhất hết cho mọi người. Chứ bây giờ mà sao anh thấy đồng lòng như vậy? Tại vì đây là giao hữu giữa Việt và Nhật, hiểu không? Đúng. Không thể đề cử bậy bạ được, anh xấu đi là mất mặt đất nước mình. Đúng. Cứ trai đẹp như em đi. Mời Bazo. Mọi người ai nói ai ăn như heo. Em đi, không có sự thật, con sao anh nói vậy? Kiếm chuyện nhau không mà. Thiệt luôn. Chuyện gì có sao nó vậy chứ. Thưa các bạn, vì tôi cũng đã lắng nghe những lời chỉ trích của các bạn. Chỉ đâu. Cho nên ở tuần này á, tôi đại diện đi. Yeah. Nhưng tôi cử cái người ăn như heo đúng nghĩa là bạn May. Trời đất. Đào thi đấu. Ok vậy. Đúng mà. Là tôi biết trong lòng tôi đã quyết định rồi đó. Không, thật ra là May đi phụ trợ thôi. Thôi bây giờ muốn biết như thế nào thì mời coi clip. Cái gì vậy má? Hả? Hồn. Ủa, sẽ đi coi phim con mình vậy? Ủa, bộ đi coi phim con mình có tội hả? Ủa, bộ đi coi phim một mình là về dị ứng xã hội hả? Ủa, bộ tôi đi coi phim một mình là chuyện gì khác lạ lắm hả? Có, tôi có một cái ý tưởng như thế này. Tôi mời May đi ăn nè. Sao nụ cười thì gian gian ta? Ăn thiệt không mà sao nhìn gian gian vậy? Bởi vì á, tôi cái nhiệm vụ mà tôi nhận lần này là phải thách đấu về cái mảng ăn uống với một thánh ăn từ bên Nhật Bản bay về Việt Nam. Hả, này Nhật Bản sắp qua Việt Nam. Không. Một bữa của anh 5kg luôn đó các anh hả? Một bữa ăn 5kg đó các anh. Mà đó là trung bình. Là một mình cũng phải cái miếng nhỏ mà ăn nguyên một cái đồ có mì ăn quá trời không? Nhỏ đó nếu hả? Mà để thi đi thi với cô ấy tôi sẽ nhịn ăn. Tôi sẽ nhịn ăn cỡ 3, 4, 5, 6 bữa gì đó. Tới bữa tôi dồn sức tôi ăn. Còn theo tôi á là phải làm sao đó mình tập ăn từ bây giờ để cho cái dạ dày nó nở ra từ từ. Làm sao mà được ta? Tại vì người ta là người ta luyện từ lâu lắm rồi. Bây giờ bạn mới luyện mà luyện không kịp với người ta. Hay là bây giờ vậy đi, mình phân công, May sẽ nhịn đói, còn tôi sẽ ăn một ngày 3-4 cử. Ok. Từ bây giờ là May không được ăn bất kỳ thứ gì. Ủa, nhưng mà... cái này cũng không được ăn. Cái này. Ủa? Bây giờ tôi phải tập ăn, cứ ăn gặp nước bỏ được uống. Không cho được, tôi ăn bữa cuối đi. Bây giờ mới được. Ủa ăn quá rồi cả bây giờ cũng bạn thấy thế nào rồi? Anh nổi cho tôi cái gì ạ? Đói quá kiếm cái gì ạ? Còn tôi cái gì thôi? Tôi no quá mà tôi không dám ăn luôn nè. Cái gì vậy trời, sao ông no vậy đó? Hồi ông thi ăn kiểu gì? Thí dụ mà hai người thi nhưng mà mình bắt số ký thôi được không? Đăng ký phiếu dự thi á hả?
để có chuyện gì bác sĩ còn cứu tôi. Sinh tử á. Em biết thôi, em biết ăn mà có xỉu đó cũng không ai chịu trách nhiệm. Xỉu rồi thôi chứ gì. Chứ sao ăn mà chết được. Thi thiệt đó. Lần thứ tư rồi. Không biết là từ khi nào bạn phát hiện ra cái khả năng ăn uống của mình. Lần này tới Việt Nam là ăn 8 bữa là bởi vì thức ăn ở Việt Nam ngon hay là như thế nào? So, Vietnam food is delicious. I want to eat a lot. Trước cái phần thi chuẩn bị sắp tới đây á, thì bạn ấy đã ăn qua món gì chưa? Hay là để bụng đói từ sáng tới giờ để chuẩn bị lên thi? Không biết là để ăn được như vậy thì có bí quyết gì không? Để chỉ đi, để chút nữa tụi tôi làm giống vậy. Nhảy. Không biết người bạn ấy nhỏ như thế này thì bao nhiêu đồ ăn vô đi đâu hết rồi. Có khả năng ăn rất nhiều thì tôi biết rồi. Nhưng mà ví dụ ăn một món điển hình là như ăn chuối đi, thì bạn ăn được tối đa là bao nhiêu quả chuối? 140 trái hả? 140 trái. Mà nhiều như vậy thì không biết là trước đây bạn có đã thử đi khám sức khỏe đâu chưa để biết tình hình sức khỏe hiện tại của mình có vấn đề mấy cây chuối luôn á. Ăn hoài không mập lại một buồn nữa. Trên này xuống vậy. Nhiều nữa. Còn không tới 100 mấy trái đâu. Không sao hết. Khẳng định với bạn là một hồi tôi và bạn này sẽ thắng bạn bởi vì bạn này nhịn ăn 4 ngày. Tôi đã tập ăn rất là nhiều ngày, 4 ngày qua là có thể ăn được rất nhiều. Ok, yeah. Ba chiêu ạ. Đây, Thánh Năng xuất hiện rồi. Dễ Hương ha. Thôi. Cái gì sao càng ngày càng lớn vậy? Cái này để ăn cho thôi, để rửa mặt luôn trời. Hai vị khách mời đặc biệt của chúng ta đây. Không tự tin, nhưng mà hiện tại giờ đang trong đầu làm sao cắt cái tô phở này làm sao cho nó vừa được cái bụng. Cho hỏi họ có lấy lộn thao rửa mặt không vậy? Có lộn vậy mấy anh ơi, chắc chắn là không lộn rồi anh ơi. Anh ăn có thể ăn hết hai tô phở. Khổ ăn mà ăn mì rồi. Hai tô phở trong một lúc, nhưng mà ở đây chắc khoảng 4 tô. Có là bao nhiêu? Trọng lượng của bao nhiêu gấp đôi cô bé đó mà không lẽ nào đua. Bỏ bò hả Gồm? Dạ. Tái nạn gầu bò viên. À, về thành thập cẩm luôn rồi. Dạ. Cái tô nó có 5kg anh. Kìa, cái cách ăn của cổ kìa. 3kg 6. À, 3kg 6. Cổ ăn là ăn một lúc ngồn như luôn. Không để tốc độ chậm, không? Wow, ăn ngon lành. Vừa ăn vừa giỡn luôn anh. Chứ không phải là... Ăn quen rồi. Mà ăn nhìn thấy mặt tươi mà cổ ăn là của ăn cái trước. Em có một cái nước rất sao? Là độc đáo đó là em ăn thịt trước, còn bánh em tính sau. Thôi mày tập trung quá ha. Ủa cái này thi ăn nhanh hả? Trời ơi, lấy cái giá mất luôn. Coi như là ai ăn trước thì sẽ được giải. Trời, ăn hết cũng là quan trọng rồi chứ đừng có ăn trước, ăn hết. Sao vậy bà vô? Muốn xỉu luôn rồi. Chiến thuật của em là xong, em ăn hết thịt rồi đó. Bây giờ còn bánh rồi đó.
chưa hết. Sư phụ, sư phụ. Thật sự tôi không hiểu một cái lý do nào mà cô bé nhỏ nha. 40kg mà có thể ăn hết một tô phở. Hơn 3, gần 4kg mà cô ấy có thể ăn rất nhanh trong vòng 10 phút thôi. Giết cái bầu tử mình không thể hiểu được. 4kg nữa. Ha. Ăn nữa. Đó mình nội tô đó mình đã no rồi đấy. Coi coi tổng trọng lượng của cái tô hồi nãy á, luôn cái luôn nước á là 3,6 kg. Rồi cái tô thêm á là hết 1kg bánh, còn lại là nước đầy cái tô đó. 1kg bánh luôn hả? 1kg bánh á hả? Ờ, thì bạn các bạn nghĩ đi. 5kg đồ ăn cộng như là nước cho vào người trong vòng 15 phút thì sẽ như thế nào? Hồi nãy bạn nói là cô mày bao nhiêu ký? 45 kg mà mình chỉ là ăn 5 kg, tức là ăn khoảng tầm á hả gần 10% trọng lượng cơ thể, hơn 10% trọng lượng cơ thể đó. Mà làm sao chỗ đâu mà chứa được, tại vì đồ ăn vào người của mình. Cả thế giới này đều đang thắc mắc là cô ấy chứa nó vào đâu. Không, thì cô ấy nói là có người bạn trai là dông dông nhập rồi đó. Cái người bạn trai nhiều khi là mấy một ký sinh trùng ở trong đó, nó ăn với cái tốc độ cao, anh hiểu không? Chuyện lạ như vậy được, tại vì gái đó có ở không? Em không có nhìn tới luôn, tại em ngán phở quá. Anh rồi có chiêu thức gì ở tống ra ngoài tống cái gì, cái tống cái hơi ra thôi à. Theo đúng là chúng ta ăn càng nhanh thì chúng ta không có cảm chứa cảm giác no, tại đúng vì rồi. Khi mà đồ ăn nó chưa xuống tới ruột á là nó chưa có báo về dinh não thần kinh là cái chuyện rằng là đang bị no, cho nên là ăn phải kiệt là nhanh, ăn được rất là nhiều kịp được. Nhưng mà cái vấn đề là với cái khối lượng đó thì quá kinh khủng. Ghê thiệt, quá kinh khủng. Trời ơi, thánh ăn gì em cúng thánh ơi. Nhưng mà cổ tập thể dục không? Thì cổ nói là tôi chỉ biết ăn và cảm nhận ok đó là ngon thôi, còn cái chuyện mà no thì tôi cảm thấy không no và tôi cũng chả qua cái tập luyện gì cả. Thì cuộc bạn ấy có đi khám bác sĩ đàng hoàng là bác sĩ kêu bình thường, tôi chỉ biết ăn và cảm nhận nó ngon, thế là đủ. Em nghĩ là cô này mà đi ăn buffet là không bao giờ lộ. Đúng. Đúng vậy. Mà bây giờ đó là tất cả các nhà hàng đều muốn là mời cô ấy về ăn thử cho thực khách thấy là cái mức độ là nhà hàng ngon. Nó ngon cỡ nào, đúng không? Bây giờ tôi hiểu ra được một điều. Mình cứ tưởng tượng đi. Ăn để kiếm tiền nó một như mình, thế nào rồi đó. Một mình ăn là một nải chuối đi, là bị chi khoảng cỡ 20 trái là hết. Muốn không xẻo luôn rồi anh. Cổ ăn 140 trái. Cổ ăn nguyên một cây chuối. Cổ ăn chắc nát cái cây chuối luôn á. Thôi về nhà tôi thử mới được, phải thử mới được. Rồi anh ơi, em nói cho anh nghe, cái trường hợp này là cái trường hợp cá biệt. Bởi vì người ta mới được phong là thánh ăn. Cho nên mình để mình đạt tới trình độ thánh thì chắc phải tốn kém dữ lắm. Cho nên là thánh dạy. Cái chuyện này anh đừng nên thử ở nhà. Bái phục, bái phục. Yes sir. Sao ăn mà có thể. Bây giờ anh thở không bao giờ? Ê, tự nhiên đi thèm phở, phở chỗ nào? Ê, phở luôn, đừng có nhắc cái chữ phở với tôi nữa. Ngon mà. Rồi, chúng ta quay lại với chương trình. Sau đây là lá thư thứ hai. Gửi chương trình những thâm tử vui nhộn, em là Hồ Minh Nguyệt. Hiện đang là sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Hiện giờ em muốn học lại tiếng Anh nhưng lại rất hay quên từ vựng. Em đã thử qua các cách học tiếng Anh trên mạng nhưng mà em không thích cách nào cả. Mong các anh chị giúp em tìm ra một phương pháp học tiếng Anh nào thật là thú vị. Cảm ơn chương trình. Nếu vậy thì Thanh phải đi chương trình này. No. Không, anh Trung Phong đi. Để cho nhà hàng nâng cấp lên phiên bản mới. Tiếng Anh anh bập bẹ. Tiếng Anh là như gió, tiếng có, tiếng không, phải không anh? A little for today. Yes, ok. A little for kung fu. Ok. Mời xem clip. How about your English today? Một ngày mưa. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, có vợ rồi nha anh. Không nhận. Trời ngoài mưa, mình ngồi đây mình uống cà phê lãng mạn của em ha. Mà anh thích nhất là lúc mà nhìn thấy người ta đi ngoài đường á, xong rồi cán lên những cái vệt nước, bắt đầu nước văng tung té. Cái vui gì đâu, nhìn thấy nó dễ thương á. Giờ thấy mồ anh ơi. Em đâu thấy dễ thương đâu. Anh thấy vui không? Vui, cho nên hôm nay mình ở đây uống bên nhau, ngắm mưa mà mình có thể ôn lại những cái kỷ niệm xưa. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Đó là tiếng Anh nè. Trời ơi, ông thả thính con ta kìa trời, lớp 8. Ôn lại tiếng Anh, tiếng em đồ. Không phải là em gửi thư chương trình là muốn học tiếng Anh cho tốt à. Bây giờ anh đem sách tiếng Anh ra đúng rồi gì nữa. Rồi,
làm bài tập đi. Anh có cách nào cho em nhớ từ vựng không? Có cách nhớ hả? Mình có đáp án thì nhớ đi gì đâu. Có đáp án thì làm cái gì nữa. Rồi vậy thì anh có cách. Gì đây? Dùng nó để nhớ. Là sao? Mình dùng trứng để nhớ thôi. Mình làm gì với nó? Mình đem những quà trứng như thế này là một món quà tặng cho một thầy giáo. Mà thầy giáo này có một phương pháp dạy tiếng Anh mà rất là dễ nhớ. Nhưng thầy chỉ thích trứng ha. Không phải, thầy chỉ thích vỏ trứng thôi. Vỏ trứng? Ừ. Giờ em còn thấy lãng mạn không? Chả còn tí gì lãng mạn nữa hết. Thôi bỏ đi, mình đi. Đây, món quà ý nghĩa không? Lá vực bát xương. Dạ, em xin chào thầy ạ. Chào thầy. Dạ. Chào thầy, chào thầy. Dạ. Dạ. Ê, hôm bữa cái chương trình là người bí ẩn có mời ông này rồi. Thôi dễ thương ha. Hôm nay tụi con tới đây là xin gửi thầy. Ờ vâng, trời cảm ơn nhiều lắm nha. Một em món quà. Quá. Nhưng mà có một đính là gặp trứng là cũng giống như mà hổ mà được thả về rừng vậy đó. Con nghe nói là thầy có một cái phương pháp mà dạy rất là lạ để mà trau dồi tiếng Anh qua trứng hay gì đó. Vâng, cái đó không phải là có cái trứng hay là làm ra cái hình rồi thuộc bài cũng hay là hiểu bài mà là để kích thích cái sự học thôi. Hiểu không? Tức là nó nhìn vô nó cảm thấy vui, cảm thấy lạ lạ, tự nó sẽ đặt câu hỏi và nó sẽ trả lời. Chứ còn nếu mà chúng ta không có cái gì mà mình kích thích á thì tự nhiên nó cảm thấy nhàm chán lắm. Còn cái này ngoài cái hình ảnh của sách vở thì nó nhìn vô cái hình ảnh thực của mình, nó cầm nó không ngờ là một quả trứng mà tạo ra những cái hình ảnh như vậy. Tới đây rồi thấy trứng nhiều quá, thấy nhiều sản phẩm quá, thôi bỏ qua học tiếng Anh bên thầy. Tại sao là thầy làm những quà trứng như thế này, là cái niềm vui từ đâu ạ? Từ tiếng Anh hay là còn từ những cái vấn đề khác ạ? Vâng, cái này phải nói là từ cái khi mà tôi trở về dạy học, là tôi ngồi tôi phải nói mình phải có một cái phương pháp gì đó hay hoặc là một cái giáo cụ trực quan của mình, nó phải làm sao cho nó hấp dẫn. Và đó là trong cái lần mà tôi giảng về ông già Noel á, thì tôi làm được ông già Noel. Thì lúc đó quả trứng à? Từ quả trứng. Rồi sau đó thì tôi làm những cái hình tượng giống già Noel, ví dụ ông địa, ông thần tài này kia, cái tròn là vô được quả trứng hết. Rồi sau đó tôi mới đi vòng 12 con giáp mà được nữa, thì tôi nói là quả trứng có lẽ là sẽ làm được hết tất cả những hình nhân, từ người cho tới vật. Thế thì cũng đã bao nhiêu năm rồi thầy ha? Thì cái đó cũng khoảng 15 năm đó. 15 năm rồi. Thế nhưng mà thầy cứ nhớ những cái sản phẩm mà mình làm ra nó tầm khoảng là bao nhiêu sản phẩm không ạ? Thì cái đó bây giờ có lẽ là lên tới khoảng hơn 700. Hơn 700 sản phẩm? Vâng. Đồ sộ. Thầy làm quả trứng này là thầy tự suy nghĩ ra hay là thầy có tìm hiểu phương pháp trên mạng hay là nước ngoài như thế nào? Lúc đầu thì tôi tìm ra, chứ không có sách vở, mà chứ cho tới hiện nay cũng không hề có một cuốn sách vở nào xuất bản hết hay là một người nào mà gọi là bậc thầy mà để mà mình coi theo hết. Thật ra mình hãnh diện là coi như là người đầu tiên khai phá ra cái con đường này. Vô đây em cảm thấy bị ngột, chứ cái gia tài của thầy rất là nhiều. Mà phải công nhận là thầy Tâm làm những cái biểu tượng này rất là giống. Rất là giống luôn. Thầy ơi, bây giờ những cái đồ vật như thế này, thầy làm như thế này bây giờ nếu mà đưa nó vào trong phương pháp dạy tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng như thế nào ạ? Ví dụ như đây là một cái nhân vật. Thì tôi sẽ hỏi là where's he from? He's from what's his name? What's his name? Good. Super Victor. His number 16. Yeah. And 16, I'm thinking this is the year to open the game. Euro game. 2016.
Đó là phương pháp dạy của thầy ạ. Dạ. Rồi em hiểu không? Có nghĩa là thông qua một nhân vật như thế này thì thầy có thể thầy hỏi xoay quanh cái nhân vật này có nhiều cái phương pháp để mình có thể mình đối thoại và mình giao tiếp bằng tiếng Anh qua một nhân vật. Tại năm nay là năm gà. Dạ. Thành ra chúng ta sẽ hướng dẫn làm con gà đâm đi này. Dạ. Trứng mà người ta mua ở cửa hàng về mình lao qua bằng cồn, sau đó chúng ta sẽ lấy cái ruột trứng, chủ yếu là hai cái dụng cụ này, thì chúng ta phải chọn cái điểm đâm ngay chỗ cái cánh, đằng sau này chúng ta dán cái cánh vô đặng nó che lấp cái lỗ hổng này, nhớ cắt nhỏ nhỏ. Rồi đó, bây giờ em sẽ thổi ở đây. Ồ. Rồi cái này là để mà có cái màu bóng đẹp này nè, thường thường đi sơn bằng sơn phun. Sơn phun ạ. À, sơn phun. Còn nếu mà không có sơn phun đó thì chúng ta có thể lấy cái sơn ngón tay đó, ta sơn. Thầy làm nhiều sản phẩm về trứng như nè. Em nghĩ chắc là thầy ngán mấy món ăn về trứng đúng không thầy? À không, cái ngán thì không thể nào ngán được. Chính vì đó mà tôi làm không vú cái bữa ăn của mình nữa. Thì khi thì ăn trứng chả, khi thì chả đùm, khi thì làm ốp la là dễ nhất rồi. Rồi hoặc là trứng cuộn. Dễ thương nha. Thương không? Thương. Đây đây hai con mắt. Đó, xong rồi là chúng ta đã hoàn tất tác phẩm mà dính tay chúng ta đã làm. Làm sao hồi nó mắt lé thì. Không, thì đúng là mắt nó lé, nó không có đều nha. Mắt nó là đi về nữa. À, rồi, vẽ lông mày đi. Vẽ tiếp lông mày đi. Vẽ tiếp lông mày đi. Thẳng tay. Bây nhìn cái mày mắt coi. Thôi, thôi, thôi. Ai ai, mày lật vàng bao luôn mới ghê chứ. Xong rồi. À, xong rồi. Xong rồi. Rồi, xong rồi. Đẹp không? Đúng. Wow. Đây là dạ. À, gắn vô. Thì làm tác phẩm nữa cho nó nguyên lại. Hay quá. Ủa nhưng mà học tiếng Anh đâu anh? À, đây chút xíu thôi đó. Ủa vậy thôi. Nghĩa là giống như là Dương Tâm thích Tây, nó có chuyện rồi, mà học tiếng Anh tay. Nhưng mà mục đích xoáy vô làm gì? Không, tại vì thực ra là thầy Tâm á là thầy dạy những em bé cấp 1 và dạy tiếng Anh, thì muốn để cho khỏi khỏi quên, khỏi nhàm chán những cái lúc mà học tiếng Anh nó bị khô khan này nọ đó, thì thầy mới đem ra những cái hình tượng để mà thầy nói chuyện. Giống như là thầy thử nói chuyện với anh nhưng mà English for Kung Fu của anh nó yếu quá, thử anh không đáp lại được, sợ anh không hiểu quá cho nên là thầy cũng ngại. Cho nên là anh mới lật qua cái gì mà làm trứng. Và đây là sản phẩm mà anh với bạn gái đã làm. Cha mượn ơi, cha mượn ơi. Ngồi ra. Cha mượn ơi, cha mượn. Ai muốn ăn dâu không? Ờ. Chân cút không? Ơi, chân cút. Qua, chất lượng nha. Anh ơi, bền vững cái, nha. Những cái chân gà, những cái chân, những cái cánh, rồi những cái như cái. Cái này làm bằng gì anh? Cứng gà. Chẳng hạn như là cái cánh á, thì mình có thể mình cắt bằng giấy. Tại cái vì mỏ. Nếu mà cái mỏ cũng vậy. Nhưng vậy mà tại vì những đâu cái nhô nó ra ngoài nó sẽ bị bể, dễ bị bể lắm, cho nên cái trứng là phần bên trong. Ủa nhưng mà em thắc mắc là nó lúc mà khi mà làm sao mình lấy được cái bên trong ra. Chẳng hạn như trứng cút á, anh chỉ cần đục hai cái lỗ đối diện nhau mà chỉ bằng một cây kim xỏ chỉ thôi, và anh dùng hết tất cả hơi sức anh thổi ra thì lòng đỏ đi ra hết luôn, toàn bộ là còn trống hết. Mà cái phương pháp của thầy rất là hay ở chỗ là tạo một hình một cái nhân vật nào đó rồi dạy truyền đạt cho các em nhỏ. Thì thật ra theo cái nguyên tắc cơ bản, khi chúng ta hình thành một cái câu chuyện nào đó trong đầu thì chúng ta sẽ tự động nhớ rất là nhanh. Đúng rồi, chính xác. Đó thì cái phương pháp của thầy nó vô cùng là dễ thương mà. Sau này em sẽ dạy con này. Nó có sự liên kết đó. Cái hình tượng nhân vật nào đó thì chúng ta sẽ hỏi được tên nè, hỏi được ở đâu nè, xuất xứ rồi hoàn cảnh, bao nhiêu tuổi nè, làm nghề gì nè. Nó xuất phát từ một nhân vật hết, cho nên là rất là dễ nhớ, cho nên những bé rất là thích học thầy. Thôi cảm ơn bác Thiên Dương, xin mời bác Thiên Dương về chỗ. Bé Thiên Dương cho em này nha. Nói chung thì nó cứng cứng quá ha, này là do mình sơn lên sao nó cứng phải không? Không, thực ra là không, cái vỏ trứng nó đã cứng. Cái vỏ trứng là một, với cái sơn thì nó làm cho cái trứng nó cứng hơn chút. Cái sơn á. Kính thưa quý vị, bây giờ lúc chúng ta bình chọn chuyến đi của thám tử nào xuất sắc hơn. Đầu tiên là chuyến đi của Ba Dô. Một, hai, ba. Cái này tôi dành cho ông May với ông Dô.
Tại không sao? Không có giành được giải thưởng. Trời ơi, anh mà tới thì chắc chắn anh cũng thua. Tôi đã tin tưởng giao trọng trách cho mấy bạn để đem vinh quang về cho Việt Nam, mình cuối cùng thua 2-0 luôn. Vậy là mai mốt mấy cái vụ ăn cho anh đi nha. Ờ đó, bình vấn thường đề ăn là như thế này, em không phải là thánh. Em không phải là thánh để đúng em rồi. Có thể chiến thắng một người thánh. Nếu như em là thánh thì em ăn thắng chắc thì rồi. Thì vậy rõ ràng đi là biết thua rồi. Trời đất bây giờ ơi. Chúng ta sẽ đến chuyến đi của anh Thiên Vương. 1, 2, 3. Cái thông điệp thầy rất là hay. Muốn theo đuổi đam mê thì hãy tự tạo đam mê đó để theo đuổi. Chính xác. Hay quá. Vậy thì thám tử của tuần đã thuộc về anh Thiên Vương. Xin chúc mừng anh Thiên Vương. Mọi người cho anh Thiên Vương một tràng pháo tay. Thì mọi người cũng đừng nóng và chúng ta cũng sẽ có hai nhiệm vụ tiếp theo cũng rất là hấp dẫn. Gửi chương trình du lịch kỳ thú, em tên là Nguyễn Khánh Vân, 26 tuổi, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em chạy xe máy rất là yếu. Cách đây khoảng nửa năm, em bị té xe nặng lắm. Wow. Gãy xương gò má và phải tiểu phẫu nẹp đinh. Trời ơi. Để cố định lại, xương rất đau. Trời ơi vậy? Từ đó tới giờ em hầu như rất là sợ chạy xe và hay giật mình nếu có xe nào bất ngờ chạy nhanh qua. Em nhờ chương trình và các thám tử có thể giúp em chạy xe tốt hơn. Cảm ơn chương trình. Chà khó gì trời. Coi như là bị té, bị chấn thương rồi. Anh chạy có xe bị ám ảnh á. Tôi nghĩ cái này cho ông May đi, ông có kinh nghiệm này bình thường rồi. Ông bị đứt dây chằng rồi đó, cho ông đi. Anh người thích hợp là người thích hợp là Bạc Dô chứ mà ai đó. Đúng. Tại sao? Bạc Dô thánh đua xe. Thôi vậy anh đua xe là bị bắt. Phạm pháp không có. Em là không phải là thánh đua xe, em là thánh té xe. Tôi cũng đã là có thâm niên làm cho các chương trình về an toàn giao thông. Cho nên nhận thức của tôi nay đã khác. Bác Dô không còn như xưa nữa. Cởi đồ ra thẹo không đó. Bác Dô đã khác rồi. Nói chung là nhiệm vụ này không ai mà thích hợp bằng Bác Dô. Đó. Nhiệm vụ tiếp theo. Em tên là Nguyễn Minh Tuấn, hiện là sinh viên và là em 20 tuổi. Dự định sắp tới của em thực hiện các bức tranh tường trong các quán cà phê cũng như ngoài đường phố. Nhưng mà em nghe nói vẽ tranh đường phố dễ bị người ta phản đối. Đúng rồi. Thậm chí có khi bị đuổi đánh. Em hoang mang quá. Các thám tử có thể giúp em được không? Tôi luôn. Tại em sao? Kiếm thêm tiền. Gì vậy trời? Trời, cái gì cũng mình hết vậy không, trời. Không, tại tôi vẽ không đẹp nên tôi khi không mà thấy tự tin. Cái lá thư này gửi đến anh chợt nhớ tới một ông cụ mà ở quận 4. Ông vẽ tranh rất là nhiều ngay ở ngoài những cái con hẻm của mình, trên cái tường á. Em nghĩ tới một ông cụ. Ông cụ này cũng rất là đam mê vẽ. Ông cụ tên May. Ông bị già trước tuổi, anh hiểu không? Mình cho ông đi May đi. Hả? Ông thích vẽ. Nhiều khi á, anh ơi, nhiều khi là May là có liên kết với cái ông lão mà vẽ ngoài đường đó, là ổng đi ổng vẽ đó. Đúng rồi, để người già biết, chơi anh nhau đi. Anh thì anh thấy như vậy thì thôi bây giờ anh cứ đưa cho May đi. Ok. Thôi, thôi tất cả thống nhất cho May nha. Tất cả thống nhất cho May. Vậy cuối cùng là nhiệm vụ về vẽ tranh sẽ giao cho May. Kết thúc chương trình, truyền hình đến đây là hết. Mong quý vị lại tiếp tục ủng hộ chương trình du lịch kỳ thú bằng cách hàng tuần bật trên HTV7 lúc 22:45 thứ năm hàng tuần để đón xem du lịch kỳ thú nha.